Để nó chạy ra. Cô Tuyền là dùng nó dồn về đâu, nó ở đấy ạ. Vì thế sợ có con chú. Con ơi, con có cần mẹ đèo ra ngoài kia để ở ngoài kia không? Ở ngoài đâu thì ngoài ấy. Biết là không ở nhà ngoại là được. Coi như hết tổ kia vào. Thế rồi. Ừ. Đó. Cái này là có con lon nữa. Chữa. Có con lon chữa kia gầm dừa mới tốt đó. Điện tốt lắm. Vâng, cái đấy uống rượu được rồi. Ngon lắm các bạn. Nha, cắt sang cái chậu thứ hai nha các bác nha. Chậu vừa lấy để đầy đầy cái đưa ra. Đây xem bác chuẩn bị thao tác nha, cắt này. Đó, đúng nha. Đưa cho vui. Ừ. Được gì đó. Cô đứng sang đây quay bên này, quay vai ông quay gì? Quay chưa? Quay rồi, đang quay từ nãy. Cô ấy. Ấy mà chảy lòng lòng này. Xin chào các chị, xin chào mọi người. Ai có nhu cầu lấy mật ong rừng? Đưa cho bố nhà con. Không cần đỡ, thằng nào nó xuống. Đưa cho thằng nào cũng gãy. Đây cái này muốn lấy cho. Đây, cần mấy này nữa. Cần mấy đó. Cái này mà đặc lắm mà. Nhiều mật mà. Cái này nó ngọt sắc hơn ở chợ bác nhỉ. Ngọt sắc hơn ở chợ mà chợ không. Chợ thì nó còn pha một vào. Ở đây thì tự nhiên đây. Cho nên là nó có nước ngập một nửa. Ta bắt đầu nhân cái cầu này lên nhé. Đây, lấy con chuối ra đó. Đấy, đây một con chuối này. Đây. Đây là con chúa được giam giữ ở trong cái lò xo này nhá. Cách giữ chúa rất là hiện đại. Đó. Để nó tặng vào đây đã. Đấy. Bây giờ sẽ nhân cái cầu này lên nhé các bác nhé. Đấy. Đây này. Cầu này già hay sao? Mặt hơi già. Ông bay con đói quá rồi. Làm miếng mật cho đỡ đói. Đói thì chơi cái này còn sự tiếp đi. Say đấy. Đừng nhảy trên đâu nha. Thằng nào nhảy đây. Nó nhảy cái chứ. Một cái nữa nha các bác nha. Đấy. Cái này thì rất nhiều mực đấy. Mật đấy. Có khi đám chín tầm cao điểm. Đấy, đúng rồi, tầm này là đúng tầm. Ừ. Đấy. Bà lại lít cái này nhá. Bà đâu rồi? Lấy con dao về đây, con dao con này. Nó lấn con một tí. Chỗ nào lấn con thì bà lọc ra luôn. Chị Liên lắng xem đấy. Anh 300k một chai nhá, chưa ship nhá. Anh em mua đây. Đạo diễn đâu? Chuẩn bị máy. Đấy, lấy thêm cầu nữa này các bác này. Con ơi. Bác cử lên rồi đấy. Cái gì vậy nó lại nhé. Ui, cầu này hơi bị lặng đấy. Đây cái cặp nhờ, cặp nhờ đi sau rồi.
ra đằng này, chú đâu ra đằng này. Ngược về đây. Thế. Sát vào. Đâu phải ai biết quay. Đúng nha, rất nhiều mặt cái khay này hơi bị lặng. Cái này không được ít đâu. Ừ, đúng rồi đấy. Mình đứng cái chỗ này. Bố lại lấy dụng cụ xuống không được rồi. Có một cái miếng ở đây này. Miếng kiểu còn lấy nhiều một cái cạch lên đấy. Chứ nữa có mù như vậy. Nên nào đó mấy ông còn nhiều mù quá. Bôi nó kiểu hông hững này được không bố? Đây. Được, cái kia mới tốt. Cũng được. Đây. Tốt thì không nhớ là được rồi. Cái này một số có con. Ừ, số có con. Con này để mình sẽ lít cái này đi. Anh nghe không lấy cái chú có con nhưng mà nó vâng. Phải lấy cho nó để ván đi. Ừ đúng rồi đấy. Không ngờ là nó làm cao lên tận trên này các bạn. Chắc nó tràn quá. Ừ. Đấy, tràn tràn lên trên mặt này. Đây này con tướng vẫn sống nhá. Dạ, nuôi mà con tướng ở đây vẫn sống này. Ồ, cái lồng ấy. Bác làm kiểu gì đâu nhưng chứ một con ở đây là chuyên để một con này nhốt. À, bác này nhốt trong này. Nhốt dự phòng. Nhốt thì kiểu không gì là so đấy. Đấy nhá. Đó là xem con này hai con chúa. Hai con chúa nhưng mà một hai đứa nhốt chúa thôi. Trong một tổ nhá các bác nhá, điều đặc biệt nhất tổ đấy. Tổ kia nữa. Một con nhốt là tí bác nói kỹ thuật cái xem nào, xem kiểu gì nhá. Đây rồi. Một nhốt một thả. À, nhốt trong cái lồng đây, này. Đây. Ở đây con này đây. Ở trong này đấy. Đây. Nó ăn gì ạ? Nó ăn mật nó nuôi. Đặt ở đây để tí không ấy. Thấy chưa? Nó khác thấy mặt. Thấy không? Mắt thấy không? Tao thấy rồi. Đây. Vì sao phải nhốt một con chúa ở đây bác? Tức là dự phòng để khi mất chúa khác thì mình lại thả nó ra. À vâng, đấy. Như thế tổ nào nó mất đi. À kỹ thuật, đấy là kỹ thuật. Thế vừa rồi mấy thằng nó xin thì mình cho. À vâng. Hoặc là nếu mà xin nhiều quá liên tục thì bán. Vâng. Đúng rồi. Vài con thì mình cho thôi. Vâng. Đấy. Cái này thì... Cái ông sao nó làm mật ở trên này? Nó nhiều đầy quá. Cái này mới cho vào trên. Đây, mùng 2 tháng 8 đây này. Mùng 2 tháng 8. Mới cho vào thì mới làm đây. Vâng. Này, cầu làm mới thì thôi. Cầu mới thì thôi. Nó đúng quá mà thấy nó làm tủ ra mà. Vâng. Không có mật đấy. Thế nó làm bên đấy không? Đấy. Đấy mùng 2 tháng 8 nó làm bên kia đấy. Nhanh nhỉ. Nó quân nó làm mật nhanh. Do tổ ra đâu. Kín cả. Cái này không biết lấy được không? Cái này. Bố phải cho con nó xuống đi. Phải giữ. Mà đứng đây đốt cho. Chẳng nghe để sáng. Các bé hơi lên cho phát. Dè mất tầm nhìn nữa. Dè tầm nhìn đúng. Sáng nữa. Ấy được mật nhiều đấy được không được căn một khung rồi căn một khung đấy tạm thời đưa con tướng này ra đây có con tướng này chuẩn bị dỡ ra nha các bác nha đây dỡ con tướng này ra đó không bỏ để cắt để chứ để lấy mật hai tướng một chuồng hai tướng một nhốt một thả đây tài ở trong ấy không ra được kìa. Ừ, không ra được.
Đây. Đấy, kỹ thuật là lưu hai, hai, hai tướng một chuồng nhá. Cái nuôi hai tướng một chuồng này nó có lợi gì không bác? Nó không không có lợi gì cả đâu. Chẳng qua mình lợi là mình giữ được một con tướng. Vâng. Mình giữ phòng được tướng. Không để nó bay đi. Ừ. Vâng. Đấy cái này nhiều mật rồi. Có ít rồi. Ông ơi hai cắt hai cùng. Nhiều phết rồi đấy nhỉ. Con này cũng phải chiếm vào một con rồi, con rồi. Vâng, cắt vào. Cái thẳng cái dây nó xuống. Đấy, cái tay của bà nhá. Đúng vào con thật. Mà dại. Cái tay nhá, đừng cho vào nhá. Đây tí nhặt những cái này. Tí nhặt đấy thì đấy. Cắt đi trên này đã. Đưa được. Bà giữ nhá. Tí tỉa con đi. Lấy mật. Ấy, chảy đấy, mật chảy đấy. Từ đấy nha. Từ đặt xuống như cái lên này này. Cho sang đằng này bác ơi, đẩy sang bên này dễ hơn. Nó đang cong sang đây rồi, đẩy sang mé cái này dễ hơn. Đấy. Đẩy mé này dễ hơn. Đấy. Bây giờ cắt chỗ này đi, mẹ từng cắt cái này. Con. Lấy con đi. Con nó mà nó mà. Mặt nó coi, lấy con đi, lấy con đi, lấy con này một con. Đấy. Mặt nguyên chất nha các bác.